xuất hiện trong tập Thế Hệ Nhất Của Bạn Muốn Hẹn Hò, cô gái Nguyễn Thị Thu Ngọc 24 tuổi, dược sĩ, khiến nhiều người phải nhắc tới vì những chia sẻ cũng như khái niệm của cô về cuộc sống hôn nhân gia đình. Cô nàng dược sĩ cho biết phiên bản thân là người vui vẻ, hòa đồng, tự lập nhưng lại khá nóng tính và đặc biệt là rất ghen. Chỉ cần thấy người chơi trai có hành động like hay thả tim bất kỳ bài viết của cô gái nào trên mạng làng mạc hội là Thu Ngọc sẽ cảm thấy tức tối, và đây cũng biến thành lý do để cô gái dứt một mối tình xưa. Cô nàng Thu Ngọc chia sẻ mình là người khá nóng tính và hay ghen. Cô gái từng dứt một mối tình vì ghen. Để chứng minh cho sự giữ tính của mình, Thu Ngọc tâm sự cô từng rất giận dữ khi người chơi trai cũ không mời mình tới dự đám cưới. Bởi cô nàng đã lên kế hoạch sẽ xuất hiện một cách nổi bật nhất, có thể lấn át cả cô dâu để khiến người chơi trai cũ phải cảm thấy tiếc nuối, một kế hoạch đáp trả tình cũ quá gắt. Thất bại trong hai mối tình, Thu Ngọc mong muốn tìm được một người con trai sở hữu ngoại hình ga nhìn không gói, không hô, mắt ham mí, không hút thuốc, không uống rượu, không gia trưởng, biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình. Nghe tới đây, Quyền Linh đã quay sang trọng khuyên chân thành, Ngọc ơi, đổi mới chút đi em. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng Thu Ngọc này còn gây ra nhiều tranh luận khi nhất quyết không muốn làm dâu, đây được xem là điều kiện quan trọng để cô quyết định ấn nút hẹn hò hay không. Thu Ngọc thẳng thắn chia sẻ mình không thích làm dâu. Nhìn thấy cô dì hai bên nội ngoại đi làm dâu đều rất cực nên cô sợ, không muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chuyện không thích làm dâu được cô nhắc liên tục trong suốt cả chương trình. Cặp đôi này liệu có đến với nhau? Một cô nàng cá tính thậm chí là rất dữ và đanh đá, hay ghen, không muốn làm dâu liệu có thể kết đôi với anh chàng hiền đức lành, trầm tính Phạm Minh Toàn 26 tuổi. Bạn muốn hẹn hò, cô gái nhất quyết không muốn đi làm dâu.